Trong khi đó thì anh chỉ thắc mắc là vì sao chân tay em là không rửa. Hình như tóc em là lâu lắm rồi không gội đúng không? Dạ? Đây này, tóc kết xù đây này các bác này, kết xù dính lại với nhau, cứ kệ nó. Trời ơi, sao mình không gội? Nên là bé tội nghiệp chưa này. Nhưng cái này bị làm sao này? Mụt á? Trời ơi, bị mụt hết rồi. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, đây là nơi ngủ của chị luôn á. Trời ơi là trời các bác này, cái chỗ ngủ đây này không có nổi một cái miếng chăn nào á. Tất cả mọi thứ là ướt hết xung quanh rồi đây này. Chăn chiếu quần áo của bé thực sự rất là tội nghiệp luôn. Nhìn thấy cảnh này là mình nhìn thấy rơi lệ luôn á. Thế... đây mà mái không lên được mà cái bà Can là vẫn nhìn được. Chịu thật đấy. Nó cua à? Đi đâu để kiểu gì? Từ từ thế đi. Nhưng mà trong nhà bé quá nhỉ. Phải kích ngả ra như này này, ngả ra như này này. Tí khiêng kiểu này mới vào được. Thật đồ đấy. Thế Ca ơi, thế không lấy tủ à? Thế sao bảo đi khiêng không đi? Có, bây giờ khiêng đâu mà có. Cô ơi, có để được không? Ui, nhà thấp quá. Đây, em ơi, xem thử xem là cái này để kiểu gì được. Thế là Ca là ngủ cái góc này đúng không? Từ đã, em xem nào. Cái này, chờ cái này để tháo em phải. Thế thì khiêng vào trong hẳn đi mới nghiêng lên. Nhưng mà trên đấy là có chỗ móc quần áo dính vào kìa. Để đây luôn á? Để chỗ này luôn á? Thế thì khiêng đi một tí. Xem nào. Ok, được rồi. Ừ, ok. Cái này ra, quên cái này. Để lên chỗ này cũng được này. Để đấy thôi, để đấy đẹp, soi gương. Ừ. Đâu cô đâu? Cô ra ngoài rồi. Cô ơi! Đi rửa xong nhanh lên. Nhanh lên. Trưa hết rồi. Trưa chiều hết rồi. À các bác, cái tên là bây giờ là đang cô chuẩn bị rồi là đi ra chợ mua đồ đạm về, sau đó là chuyển xuống ở dưới kia luôn. Có lẽ là buổi tối ngày hôm nay thì cô sẽ ngủ ở dưới nhà mỡ luôn. Và cũng có mua đủ đồ thì mình sẽ cô sẽ nấu ăn ở dưới đó luôn các bạn nha. Đấy, mặc như vừa nãy không mặc là đi thêm một cái vái nữa. Đi nhanh lên, đi lên. Đi, anh không chờ được đâu. Anh bận lắm. Mú đâu? Cô? À, lại bây giờ lại đi chải tóc nữa. Được chưa? Xinh chưa? Xinh chưa? Giống câu là chưa bé mùa. Chưa này. Xuất phát rồi mới thấy là lạnh quá, lại quay lại lấy áo khoác mặc. Cô nhanh lên nhá. Nhanh lên nhá, lấy áo khoác mặc nhanh lên nhá. Ok, được rồi, đội mũ vào. Đội mũ bảo hiểm vào nha. Đấy. Cái trời thời tiết như này là phấy tóc là mình nhìn thấy là không ổn chút nào luôn. Tôi cứ đi đường như bên này. Đi cô ơi. Tức là thời tiết ở trên này mặc dù như này nhưng mà đi xe cũng thấy lạnh lạnh như sao nhỉ? Ừ. Cứ sương mù mù kiểu gì ấy. Nên là anh, nên là các bác mới thấy trà xa là hai là lên ở trên này là toàn thấy mặc cái áo rõ. Bởi vì khi mà mình đi xe cảm giác rất là buốt luôn đấy. Dù mình ở lại là nó như thế này thôi, mình đứng nguyên đấy. Em xuống dưới này mượn mũ à? Đội mũ lên cô. Đội mũ lên. Mũ cứ cầm như thế. Đi. Thì cháu San đã cùng với em cô đến ngay ở chỗ chợ Sinh Hồ đây các bác này. Đây là trung tâm chợ, còn bởi vì là cháu cũng lắp giường các thứ, dọn dẹp những cái nội thất vào trong nhà cô cũng đến giờ chưa ăn trưa. Và đến đây thì cả Giao, cả cô sẽ đưa cô vào bên trong quán ăn trưa nhé. Đây là một cái quán của người Giao ở tại Sinh Hồ. Thì bây giờ đã là gần 1 giờ rồi, 1 giờ trưa rồi. Nên là đang gọi 3 món ở cái bàn tròn này các bạn nhé. À, em gái ơi, em bảo cho anh cái đèn và em lấy cho anh một cái bát nhỏ như này vậy. Em ngồi đi. Cô ngồi gần vào, ngồi gần vào, ngồi gần đấy. Sao này? Làm sao mà cứ như kiểu mệt mỏi lắm này. như kiểu mệt lắm á. Đi chợ phải vui lên chứ. Cứ u xíu này. Như kiểu buồn lắm ấy. Cô. Hay là chưa vào đây ngồi, bây giờ ngồi vào lại thấy khó chịu. Ok. Đây thì cả trà San vào, đi vào quán ăn cũng là cầm theo chẩm cháo của cháu, bởi vì là thường là cháu thấy là những cái nước chấm ở bên ngoài, khi mà cháu có chẩm cháo cháu ít khi ăn nước mắm, ít ăn đó. Không được nhổ nhá, quen rồi ấy. Pha cũng pha vừa đủ thôi, lát nữa sợ là mình sẽ làm phí cái nước chấm của cháu. Đang không có gì nên chắc là phải để đi lấy nước lọc nhỉ. Đây mình cứ đổ. Đấy, như thế này là chấm mọi thứ là ok lắm rồi. Ở đây là lát nữa sẽ chấm gà, với chấm như kiểu sốt các thứ, gọi 3 món để cho cô ăn. Nếu mà các bác mà muốn mua chẩm cháo của nhà cháu San thì các bác liên hệ cho cháu qua số điện thoại là 0369 641 704 các bác nhé. Bây giờ thì cháu cũng đang chuẩn bị ăn trưa luôn rồi. Cái này hơi xa so với cô ấy. Đây, nếu mà cô không ăn được thì chấm này. Quay. Không nhổ. Ơ. Mày ăn cơm đi, ăn xong đi chợ. À, mốt bên đấy. Đấy. Ok. Ngồi gần vào. Cô bảo cô ngồi gần vào. Này, ngồi gần vào. Ngồi gần vào đấy. Cô ơi, ngồi gần vào đây. Cái này ngồi gần vào. Em bảo cô ngồi gần vào đi. À, chào Sana. Mời tất cả ông bà, các bác, các anh chị ăn trưa cùng với chào Gian, với cô, với lại Giao các bác nhé. Chào Sana thì luôn luôn là thích cái nước chấm, cái chấm chéo, nước chấm thần thánh. Như là những cái nước chấm khác thì chào San cũng không muốn ăn lắm rồi. Mày các bác ăn trưa nữa. Ra ăn đi. Này đây, anh quên mất không lấy đũa nha. Mà ăn quá. Mày thì cái nước chấm này thì sau khi mà mình chấm thì mình cảm giác là nó thơm, và nói chung là nó cũng cay đập đà nữa. Nếu mà những cái gà luộc nó chấm nó sẽ ngon hơn là những cái gà rang này. Gà rang bởi vì là mình đã cho muối vào rồi, cho muối vào nó sẽ không ngon bằng cái gà luộc. Ăn xong thì cháu sẽ dẫn cô đi mua những cái đồ đạc trong gia đình các bác nha. Ăn xong đi mua đồ nhé. Cô ngồi gần vào đây. Cô ngồi gần vào gắp thức ăn. Đấy, ngồi gần vào. Em bảo chị là ngồi gần vào. Mới gắp được đến dao ấy. Đấy. Ăn ở phải sạch sẽ mà. Dần dần phải sạch sẽ. Đây, hôm nay là gồm có 3 món, là có cả cái món này, lòng rào sầu dưa này, lòng sầu dưa với lại đậu xốp. Nhưng mà chị ngại gắp thì em cũng gắp chị. Ăn này không? Ăn cái này không? À, các bác, cháu San thấy là cô là ở nhà là không bao giờ dùng đũa, hầu như là không dùng đũa ăn, nhưng mà đến đây dùng đũa ăn rồi, ăn ở cũng khá là sạch sẽ, không có bị rơi cơm các thứ. Giao nhỉ, ở nhà ăn toàn rơi, ở đâu cũng rơi đời, nhưng mà ở đây cũng sạch sẽ đấy. Đấy, phải ăn phải như này. Ăn này không? Ăn thịt này không? Anh gắp. Ăn này không? Ăn không đủ lăn nữa là đi mua ở ngoài chợ kia nhá. Đây, bây giờ đã chúng cháu ăn xong cơm rồi. Vừa nãy thì cũng cháu còn cười đến cả Giáo cũng cười, cũng chị cô một chút là thừa cơm cũng định mang về hết á. Bởi vì là cái đó là vốn dĩ là cái, nói chung là cái đấy bình thường thôi, nhưng mà ý là thường chắc có lẽ là chị vẫn còn sống ở những cái năm, mấy năm trước không đủ cơm ăn đấy. Ừ. Thế cô đi chợ mua chan đi. Đấy, bây giờ trời rất là nắng. Bên này là cái chợ Sinh Hồ đây các bạn nhé. Hoặc là mình sẽ đi vào ở bên này để mua đồ đạc mang về chuyển cho cô xuống ở dưới nhà. Hôm nay là cô ơi, cô hôm nay là mua những cái gì nhỉ? Có mua chậu các thứ không? Chậu đi xuống dưới này đã. Bây giờ là mua chăn siêu mỏng thôi. À, siêu nhẹ, nói nhầm. Đi xuống đây đi. Xuống đây. Nhưng mà ra tức là mấy cái chăn này là lấy về mình giặt nó rất là khó. Giặt thì nó nặng lắm. Không khó. Cô thích lấy cái chăn kiểu gì? Hai cái này á? Cái loại này không lấy à? chắc lấy một cái cho. Cái này ấm, cái này ấm. Xem nào, xem là vừa giá tiền thì lấy hai cái luôn. Chị bảo không thích cái đấy. À không thích cái đấy thì lấy cái này đây. Đây lấy cái này với lại cái này này. Đây. Còn một lần mua vào thì giúp vào tí đấy. Đây. Lấy hai cái luôn mấy nó mùa đông không phải lấy. À đây lấy cái này với cái này nhé. Ừ, lấy cái này với cái này cho chị bóng. Dạ. Nhưng mà lấy cái nào cô? Nhanh lên. Anh bảo á, anh bảo là nếu mà lấy hai cái này thì mùa đông sẽ không cần không lấy nữa nhá. Đúng rồi. Chị bảo lấy cái này với cái này. Cái này với cái này gì? Ừ, nếu mà một cái này một cái bao tiền? Cái này. Ừ. Cái này thì rẻ hơn tí, cái này đắt hơn tí. Nó nặng hơn à, nhẹ hơn. Cái này thì nó to hơn, cái này thì nó nhẹ hơn, cái này thì nặng hơn. Bao nhiêu tiền một cái? Cái này là 350, còn cái này là 450. Đắt thế. Ừ, không đắt. 400 cô ơi. 400 dưới 300 dưới là thành 800 thôi. 800 đã các bạn. 700 dưới thôi hai cái. Không không lấy quần áo đấy, quần áo nhà đầy rồi không lấy đâu. Lấy một cái chiếu, cái này có phải chiếu, cái này chắc không phải chiếu mét 2 rồi. Dạ. Màn hiện tại chưa, mấy nữa lấy. Chưa. Không ạ. Màn có lấy không? Không. Còn cái này là không phải chứa mét 2 nhỉ? Mét ấy thôi, mét, chắc 1 mét thôi. Chứa mét 2 đâu nhỉ? Chứa mét 2 thì lại chưa có chứa mét 6. Em hỏi chữ. Lấy những cái gì quan trọng thôi. Ở nhà quần áo đầy rồi kìa. Lấy những cái gì quan trọng đi vào nhà mới thôi chứ không. À đi lên nhà mấy gì? Vâng. Thế có lấy gối không? Thế có gối này. Có nhưng mà cái này gối em toàn là gối nhẹ, gối nam. Toàn gối nam thôi này, toàn thấy. Đây cô này. Đấy, hai cái này nhá. Mùa đông không lấy nữa nhá. Cũng sắp tới mùa đông rồi nên là mua luôn. Cái này chắc không thích đâu chứ. Thế lấy màu khác à, đây này, có màu khác đây này. Đây. Bây giờ là không có khung màn nên là mình đóng thì nó hỏng hết tường. Đóng hỏng hết tường ấy. Thế tường nhà đẹp là đóng à. Hỏng hết tường. Cái đấy phải khoan nữa. Thế con này gì nhỉ? Dạ, không ạ. Lấy những cái gì quan trọng. Cô ơi, lấy những cái gì quan trọng. Cô rất là thích những cái bộ quần áo Mông như này. Đi, mình đi kiếm thêm cái gỗ với cái thích dép không, mua đôi dép nữa. Nhà có mấy đôi dép rồi, mua nhiều làm gì nữa. Nhưng mà không mua cái giày chắc mua đâu. Giày á? Chị bảo chị mua. À thích giày thì mua đôi giày cho chị. Đấy, sang đây mua đôi giày cũng được. Xem là chị có muốn đi giày không? Đi giày phải dạn giày nhá. Chứ không phải là đi rồi. Bây giờ kiểu như không phải Tết. Nhưng mà gối, thích gối như nào? Xem là đây có gối này. Gối. Gối, hỏi xem là gối đi. Để em coi nhá. Gối đâu? Vô là hân trông này. Cái này đẹp. Cái nào? Lấy không? Bây giờ gối sao mềm ấy. À. Lại thấy hạt giống lại. Mua hạt giống á? Đâu cái dao gì? Quay ngược này xem nào. Bắp cải nhà chồng ở đây. Lấy bao nhiêu gói? 2 gói á. Cái okay, dao hạt giống này là dao giống của Trung Quốc. Là có trồng được ăn không? Đấy, lấy bắp cải này thì được. Bắp cải này đi. Lấy cái dưa chuột đây. Đây này. Cô lấy cái dưa chuột này mang về trồng. Thế rồi lấy mấy gói thôi. Nó trồng được ăn đâu, trồng cho vui. đúng không? Trông cho vui. Ở đây mình mua thêm một cái khóa này để khóa bếp, bởi vì cái khóa kia nó hơi khó. Cô ơi, cô ơi, cô ơi, bán hàng. Cái khóa này bao tiền đấy cô? Chị 35.000 à? Cháu, cái này là bấm phát là vào đúng không? Lấy nhiều thế làm gì? Chồng có được ăn đâu. Mỗi thứ một cái à? Ừ, thì thứ một cái, mỗi thứ một hạt, một gói thôi. Này. Mình cho đứa này đi thăm, đi đâu đi qua phim này. Đưa nó đi, không đưa nó đi mua đồ về nhà mới. Nó cho xem là cái này bấm phát là được đúng không Lận? À, ở đấy. Cho hết cái này là được. À, cháu San mời cùng với cô đi vào bên trong này để mua cái nồi cơm điện siêu tốc với máy sấy tóc, rồi là mua xem là lấy quả gì không, mua thêm một số đồ ở trong này, nhưng mà trong này cũng mở cái tivi ấy. Đây là cháu San không quay. Lấy gì? Cô tự lấy đi. Tự lấy đi. Đằng này 25.000, đằng này 30.000. Ăn đằng nào? Đằng 30.000 cho ngon nhé. 25.000 một cân. Đằng này 30.000. Ăn đằng 30.000 nhé. 30.000 nó ngon nhé. Lấy loại nào? Đằng này nhé. Cô lấy loại nào? Đằng này 30.000 cân. Lấy một cân các bạn, mấy thứ mà lấy một tí chứ. Cô bỏ ít ra đi cô. Cô bỏ ít ra đi rồi là mấy thứ lấy một tí. Mấy thứ lấy một ít nữa. Bao nhiêu nghìn? Cân 8 là 2 cân là 60.000. Cho cả nữa mà thành 2 cân đi, không là lấy 1 cân thịt lựu. Thịt lựu có 25. Không, lựu thì không lấy nữa. Lấy 2 cân đấy không lấy nữa. Bao nhiêu cũng ăn hết rồi. Còn đây nhãn không? Thịt lựu ngon lắm, ngọt lắm. Đấy, lấy 1 cân đi. Thôi cô ơi, lấy bằng này thôi. Lấy cái túi bóng xanh ấy, cô như thế này thì làm sao xách được. Cô cho em là cô cho cả túi bóng xanh cho giờ là một túi. Cháu San đang nghĩ xem là còn mua thêm những cái gì không? Không. Mua thêm những cái gì không để có thể là thế, cũng bằng tiền. Để có thể là đi vào dưới nhà. Dưới nhà để còn cho, tức là cô có thể là chắc là phải mua ít gạo nữa. Mua một cân, một bao tải gạo nhỏ nữa. Không biết là rau có chở được không các bạn. Hiện tại bây giờ là nếu mà xuống luôn này thì không có gì để mà nấu, có gì để mà nấu ăn luôn. Bao nhiêu nhỉ các bạn? 90. Có lấy lót có cân cam à? Cô ơi, này không lấy nữa này. Cô ơi. Đi ra đây. Cô đang nhìn gì? Thôi cô đang nhìn gì? Đi về đã, đi về mới ăn. Giờ đang nắng. Đây táo mèo ở đây rất nhiều nha. Mộc nhĩ, đó là mộc nhĩ rừng đấy. Táo mèo thử. Cái gì thì phải nói tiếng phổ thông. Đây, anh lấy cái mũ ở đằng sau đây. Mũ ở chỗ không. Đây, anh lấy. Em bảo cái gì thì bảo đi. Không mua, anh bảo quần áo không mua rồi, cũng không nghe. Ở nhà có rồi, có nhiều rồi không mua nữa. Bây giờ hôm bữa là mình nhớ là có một cái hot rác. Nói chung là cô thì cô không có biết cái nào là quan trọng, còn thiếu một cái hot rác đó. Bây giờ mình đi kiếm một cái hot rác cho cô. thường là có quét rác ra là không có cái gì để hót rác ở đấy nhá, rồi là mình nghĩ những cái cần thiết thôi. Còn cô vẫn cứ đòi mua quần áo á, quần áo thì bây giờ có rất nhiều rồi. Ở đấy đi. Rồi từ từ xám đầy đủ cho cô có nha. Nghỉ mái đi tìm hác rác nhỏ đấy không có. Mua hai cái chậu để cho cô giặt quần áo với một cái rổ để lúc nào còn rửa bát các thứ để vào đây nữa, để vào chỗ kia, để vào chỗ xe bên kia, để vào bên kia. Xong chưa? Thế không mua dây nịp nữa à? Đây 20.000, đưa 20.000 tôi đi mua cái gì? Dây buộc tóc nhá, dây nịp đi, thấy không? Này tôi đi mua dây nịp nhá. Mua cái gì? Không phải mua linh tinh đâu nhá, nghe chưa? Cố này đi mua dây nịp nhá. Mua không? Ừ. Cẩn thận xe nha, đi mua dây nịp, dây búa tóc. Đi đi, đi mua xong là đi về. Trời nắng quá, đi về còn xem giường chiếu như thế nào đã. Chiều săn cho 20.000 tiền cô, mà kệ cô tự vào trong chợ để mua cái gì ấy. Mà là đi mua dây buộc tóc, không biết có phải không? Nên là cứ mặc kệ cô tự đi, đi trải nghiệm, đi xem cái kỹ năng sống. Và cô đi ra cái quán quần áo bên kia kìa, bên kia cái quán quần áo đi xem cái gì ấy. Cô còn chưa thấy mình đâu nha, lại đi về rồi. Bây giờ chắc thấy mình rồi. Mua được cái gì chưa đấy? Cô mua được cái gì chưa? Chưa mua hả? Chưa mua à? Chưa mua đi về đi, chỉ có xe ăn đâu. Nhưng mà chở kiểu gì nhỉ bây giờ? Bây giờ là xem nào, kia tí nữa cô cầm kia cái này được không? À, cái này thì tụi nó cũng nhẹ thôi. Ừ. Chưa quá. Để trong cái cuộn. Nhưng mà cầm cái hay là cái chăn chỉ cô cầm nhỉ? Rồi anh cầm, anh có một người cầm. Vẫn chở được. Chở kiểu gì? Kiểu cái chăn thì cần này. Ừ. Không thì để anh cho một người cõng ba lô để anh chở cái này cho nhé. Em mua cái gì đấy? Thịt mỡ à? Thịt mỡ không, gái mỡ mua về làm mỡ. Rồi ok, hôm nay thì cháu mua thêm một số những cái đồ đạc và lát nữa đi về rồi. Không lấy, đi về luôn. Đây, mang cái này. Mua thêm một số những cái đồ đạc để lát nữa là có thể là cho cô đi vào ở nhà mỡ luôn. Cái vị trí của cô ở trên kia là thứ nhất là nói chung là nó rất là khó ở, ẩm ướt. Một khi trời mưa là nước toàn vào từ bên ngoài á, nên là cô phải chịu những cái cảnh ở đấy rất là lâu rồi á. Cho nên thì cho săn ngày hôm nay cho khỏi đấy sẽ kết thúc video tại đây. Rất là cảm ơn tất cả các bác, các cô chú anh chị, các quý nhà hảo tâm, đặc biệt là cô anh Lưu. Cô cũng luôn là nhắn nhủ Chèo San là nếu mà ở đi chợ thì cứ mua đồ ăn thoải mái cho cô ăn các bác nhé. Cái đó thì thực sự mà Chèo San rất là cảm ơn cô. Dù ở phương xa nhưng mà cô quan tâm tới hai mẹ con em cô, thì ngày hôm nay Chèo San nếu mà còn thiếu cái gì ấy, Chèo San sẽ từ từ bổ sung sao để cho đầy đủ các bác nhé. Còn bây giờ thì chúng cháu xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác chú anh chị trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao của cháu. Đây, coi này. Cầm, đôi mũ vàng.